Chứ còn mẫu sinh đi thì các em mất cái tư lên mặt người ta sẽ sinh, chứ mà mẫu chưa sinh thì mới là phải luyện. Thì các bạn sẽ thấy là cái điểm mà cái điểm của bạn là gì, mà bà cao đúng không, bị cao và bị nhô ra bên ngoài hơn nhiều đúng không. Tiếp theo nữa là còn phần cằm ngắn, bởi vì ở đây khuôn mặt vừa gò má bị nhô và vừa bị đẩy ra ngoài, cho nên thành ra khuôn mắt này nó chưa được đẹp. Các em lại phải mở cái đuôi mắt của bạn này dài ra và góc mắt trên, góc mắt dưới, vòng mắt dưới đều được mở. Mẫu không hề sai nhé. Khi make xong đúng không? Rất là nổi bật, rất là đẹp đúng không?